Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Trận chấn động mang tính hung bạo làm cho Tập Cận Mệnh vô cùng hoảng sợ. Vào chiều qua, một tai nạn xảy ra trên đoàn tàu cao tốc đông đúc trong thời tiết mưa bão, khiến cho khoảng 450 người thiệt mạng. Cây cầu ở Thanh Hải, Trung Quốc bị sập cả hai chiều, chịu tác động mạnh từ trận động đất kèm theo mưa mới đây. Cụ thể là vào ngày hôm kia, một trận động đất mạnh 7,5 độ Richter đã xảy ra tại huyện Mai Do, khu tự trị Go Lo, tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc, khiến cho hai cây cầu cao tốc hiện đại nằm trên tuyến đường cao tốc bị sập. Hai cây cầu bị sập cách nhau 3 km. Gầm cầu xe Ozan với tổng chiều dài 507m và cầu Sai Gan danh số 2 với tổng chiều dài 1.007m. Do cầu xe Ozan cách tâm chấn động đất chỉ có 7km nên thiệt hại rất nghiêm trọng. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, cộng tác viên cho biết, cầu xe Ozan bị sập cả hai chiều từng đoạn. Mặt cầu sập gãy như loạt domino bị đổ và các trụ cầu cũng bị hư hỏng với nhiều mức độ khác nhau. Hàng trăm xe cộ bị hư hại và tổng số người thiệt mạng là hơn 450 người. Lý giải về điều này, ông Trần Kim Lũ, kỹ sư cao cấp của công ty tư nhân hữu hạn Thanh tra Giao thông Thanh Hải cho hay, do cường độ trận động đất xảy ra tương đối lớn 7,5 độ Richter, sóng địa chấn của trận động đất có một lực hướng về huy đông và một lực hướng từ nam sang bắc. Chính là hướng nam bắc này đã gây ra hiện tượng sập cầu về một hướng, và một vấn đề mặt đường bị phồng cũng là do tác động theo hướng nam bắc này. Theo kỹ sư này, do mặt cầu cách mặt đất không cao nên gầm cầu ít bị hư hỏng, không bị nứt khi rơi xuống, liên kết toàn thể thân cầu đã bị ảnh hưởng. Trong bước tiếp theo, các kỹ sư sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện kết cấu phụ, gầm cầu và quyết định phương án tái thiết lại cầu Sai Gan thuộc tuyến cao tốc A10 và thành phố cảng miền Bắc Trung Quốc cũng đổ sập vào khoảng 16:30 chiều qua. Thật không may, lúc đó cũng có khoảng hơn 450 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng. AFP dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Trung Quốc đã cho biết, các phương tiện mắc kẹt trong đống đổ nát và các tòa nhà gần hiện trường đều bị hư hại. Đoạn bị sập dài khoảng 20km trên cây cầu rơi xuống dòng sông, đường ray và các tòa nhà phía dưới. Sự cố xảy ra khi trời đang mưa xối xả do ảnh hưởng của bão. Cầu xe Ozan được xây dựng từ những năm 1980 và trùng tu vào năm 2006, thuộc tuyến cao tốc nối với Hồng Kông và các khu nghỉ mát. Lượng xe lưu thông trên tuyến đường tại thời điểm này khá đông, do người dân đang trong cuộc di dân trong trận mưa lũ. Một nhân chứng cho biết anh nhìn thấy hàng trăm phương tiện trên cầu khi tai nạn xảy ra và mô tả đây là một cảnh tượng như ngày tận thế. Bộ Giao thông Trung Quốc viết trên Weibo rằng ông đang theo dõi sự việc với nỗi sợ to lớn và dường như đây là một thảm kịch khủng khiếp. Vào rạng sáng nay, lũ lụt và lở đất cũng đã xảy ra ở Hồ Bắc và Hồ Nam. Kính thưa quý khán giả, đêm qua, đập Hàng Châu hạ lưu sông Trường Giang vỡ giữa đại dịch, hàng triệu người chạy lũ di tản sang biên giới của Việt Nam ta. Mưa lớn ở Trung Quốc đã gây ra lũ lụt ở nhiều tỉnh, nặng nề nhất vẫn là Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên và An Huy. Các tỉnh nằm trong vùng rốn lũ đập Tam Hiệp, nhưng các kênh truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc làm nhẹ tính nghiêm trọng của thảm họa thiên tai và chỉ tập trung vào tình trạng xung đột ở Ukraine và Nga. Theo một đoạn video được đăng tải trên Internet, gần đây hồ chứa nước Đường Vương ở biên giới An Huy và Hồ Nam đã bị vỡ đê, dòng nước chảy xiết dâng lên sóng lớn. Người dân địa phương giúp người già, trẻ nhỏ chạy nhanh đến nơi có địa hình cao hơn. Một số đã chấp nhận rủi ro khi bỏ tiền của vượt biên qua Việt Nam hòng tìm cho mình một công việc và tránh trú, nhưng phần lớn bị các chiến sĩ bộ đội biên phòng của ta chặn lại cho cách ly tập trung. Hôm nay, một đoạn video đăng tải trên Weibo cho thấy đám đông di chuyển chỗ có địa hình cao hơn trên đại lộ, xuất hiện dòng người kéo dài. Hầu hết mọi người đi bộ và một số người đi xe đạp hoặc lái xe, trong đó có những chiếc xe chở đoàn người ở phía sau. Người quay phim giải thích bằng tiếng địa phương rằng hồ chứa nước Đường Vương và nhà máy điện bị sập, mọi người đều chạy lên sườn núi, bên này bị ngập lụt hết. Một số cư dân mạng đã chuyển tiếp video trên Twitter ở nước ngoài kèm theo bản dịch hoàn chỉnh và bình luận trong video. Khi đoạn video được đăng tải trên Weibo, một số cư dân mạng yêu cầu các cư dân mạng biết tiếng Hồ Nam giúp dịch tiếng địa phương trong video. Ngoài ra, có một đoạn video cận cảnh về trận lụt được cho là bờ kè của hồ chứa Đường Vương ở An Huy. Bức ảnh cho thấy dòng nước chảy xiết lao xuống từ ngọn núi sau khi gặp tòa nhà. Nó đã gây ra một làn sóng lớn. Người quay video thỉnh thoảng kêu lên kinh ngạc. Đoạn video cho thấy do cơn lũ ập tới bất ngờ nên người dân địa phương có thể không kịp sơ tán trước. Theo thông tin công khai, có một hồ chứa nước Đường Vương ở huyện Bình Đường, tỉnh An Huy nằm ở giữa huyện Nam Giang thuộc tỉnh Hà Nam và tỉnh An Huy. Tin tức về hồ chứa nước Đường Vương bị sập vẫn chưa được truyền thông Trung Quốc thông báo. Hiện tại vẫn chưa thể xác định tính xác thực của tin tức. Vào ngày hôm qua, các kênh truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trích dẫn một thông báo mới tại Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng trên toàn quốc có 48 con sông có mực nước đã vượt quá mức cảnh báo.
lưu lượng sông Châu Giang và một số nơi đã xảy ra lũ. Tuy nhiên, theo tin tức lan truyền trên Internet, 11 tỉnh bao gồm Hồ Nam, An Huy, Quảng Đông, Giang Tây, Phúc Kiến đã bị lũ lụt nghiêm trọng, thậm chí nhiều thành phố bị ngập lụt và đường phố biến thành sông. Các kênh truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ nói chung về con số thảm họa, nhưng không có thông tin chi tiết về trận lụt. Các chương trình TV, trang web và trang báo chính thức vẫn lấy video về cuộc chiến của Nga và Ukraine xa tít mù khơi làm chủ đạo, khiến cư dân mạng Trung Quốc thở dài và không biết họ sống ở Trung Quốc hay một nước nào khác. Thưa quý vị, trước đó, vào ngày hôm kia, trên trang nhất của China Morning Post đăng tải cho biết, tỉnh trưởng tỉnh Hồ Nam, ông đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào tối ngày hôm qua, sau khi mực nước tăng mạnh đã khiến hai con đập bị vỡ và khiến hàng nghìn người phải sơ tán. Ít nhất 10.000 người đã phải sơ tán trong đại dịch virus vẫn đang hoành hành, khiến cho tình cảnh của người dân nơi đây trở nên khó khăn hơn. Các quan chức ba thành phố Hàm Dương, Thiệu Dương và Tân Đàm đã cảnh báo người dân rằng đập thủy điện dọc theo sông Dương Tử đã bị vỡ vào lúc 17 giờ 45 chiều hôm qua theo giờ địa phương, và đập Lạc Dương cũng gặp vấn đề tương tự vào lúc 18 giờ 50 cùng ngày. Kể từ đầu tuần, các cơn bão đã tăng lượng mưa lên khiến nước dâng thêm hơn 20cm và gây ra sự cố tràn đập, gây lũ lụt ở hạ lưu sông Dương Tử. Các đập khác còn lại thuộc hạ lưu sông Trường Giang hiện đều có lượng nước cao và đang theo dõi kỹ lưỡng. Tỉnh trưởng Hồ Nam cho biết, trước đó, chính quyền đã nắm được nhiều hư hại của những con đập trong một khoảng thời gian. Bà cam kết sẽ tìm ra người chịu trách nhiệm cho sự thiệt hại mô tả là khủng khiếp này. Một quan chức thành phố Chu Châu cho biết thêm, mực nước lũ được dự kiến sẽ cao hơn 1,5 mét so với một trận lũ lớn vào năm 1986. Theo ông Đỗ Gia Hào, bí thư Hồ Nam cho hay, trận lũ hiện tại được dự đoán là lũ 1.000 năm xảy ra một lần. Theo Cục Khảo sát Địa chất Khí tượng Thủy văn Trung Quốc đánh giá, thuật ngữ lũ 1.000 năm ám chỉ rằng hiện tượng này chỉ có tỷ lệ 0,02, tương đương 1 phần 1.000 khả năng xảy ra trong một năm nhất định. Trận lụt năm 1986 là lụt 100 năm mới gặp một lần, còn tình hình hiện tại được đoán là lũ 1.000 năm. Ông Hào nói, Ủy ban Phòng chống lũ lụt và thiên tai quốc gia Trung Quốc đã kêu gọi mọi người sống gần hạ lưu sông Dương Tử tìm nơi cao hơn để sơ tán, sau hiện tượng mà họ mô tả là thảm họa vỡ đập kinh hoàng. Ở đập Bản Kiều trước đó đã khiến 200.000 người chết. Được biết, Hồ Nam đã huy động 300 thành viên của lực lượng công binh Hồ Nam vào hôm qua để hỗ trợ sơ tán người dân và xử lý các vấn đề khẩn cấp. Thị trấn Cát Châu có khoảng 83.000 dân. Chính quyền cũng đã thiết lập những mái ấm tạm thời cho người di tản. Trận lũ xảy ra vào thời điểm Hồ Nam cũng đang phải căng mình chống dịch COVID-19. Tỉnh này có hơn 53.000 ca bệnh và hơn 700 người thiệt mạng vì dịch. Tại các vùng lân cận, mưa lớn đã cuốn trôi tuyến đường sắt, vô hiệu hóa mạng lưới đường bộ, biến một sân vận động thành hồ bơi. Ở Vũ Hán, cơ quan quản lý đường sắt ngưng hoạt động 17 tiếng. Tổng cộng 45 tuyến đường trong thành phố bị ngập lụt và xe hơi không thể đi lại. Tuy nhiên, con đường đến sân bay quốc tế Thiên Hà của thành phố được mở lại sau khi bị phong tỏa một ngày. Trước đó, tại tỉnh An Huy, một số điểm du lịch ở huyện Kim Trại thuộc thành phố Lục An bị đóng cửa do lở đất và sụt lún đường xá. Chính quyền địa phương đã giải cứu nhiều du khách bị mắc kẹt. Các trận mưa xối xả khiến cho nhà chức trách nâng cao cảnh báo lũ lụt quốc gia lên cấp 3. Những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là các tỉnh thành Chiết Giang, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh và An Huy. Thiệt hại kinh tế trước mắt vào khoảng 850 triệu đô la. Dự kiến mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra đến hết tháng 8, thậm chí sang đến tận tháng 9 trên khu vực miền Nam, Tây Nam Trung Quốc. Giang Huy Sinh, phó kỹ sư trưởng của Văn phòng Kiểm soát Lũ Hồ Bắc cho biết, chính quyền đang rất rối ren về tình hình lũ lụt ở các khu vực thuộc sông Dương Tử và Vũ Hán. Cộng đồng mạng quốc tế đã có nhiều bình luận trái chiều khác nhau về vấn đề này. Đại đa số các Facebooker đều hả hê về những gì Trung Quốc đang phải gánh chịu. Họ cho rằng đấy là những gì quả báo mà ông trời, mẹ thiên nhiên đã dọn sẵn bàn tiệc mưa lũ, thiên tai dành riêng cho Trung Quốc. Số đông còn lại thì cho rằng người dân vô tội Trung Quốc không đáng phải chịu hậu quả như vậy. Người phải chịu sự trừng trị ở đây phải là Tập Cận Bình và bè lũ của ông ta. Thưa quý vị, Trung Quốc ngày nay, thượng điền tích thủy, hạ điền khang. Nhiều năm qua Trung Quốc tích trữ nước làm cho dòng chảy trên các con sông về Việt Nam bị hạn hán. Nay thời gian đã trả lời cho chúng ta, gieo gió thì gặt bão, Bắc Kinh muốn gì được nấy, muốn nước có nước, muốn biển có ngày sẽ có biển. Tình trạng rối loạn thời tiết hiện nay có công đóng góp lớn từ cái lòng tham bá chủ và vô đáy của Trung Quốc. Ông cha ta đã nói rõ, vua chúa ác, thất đức thì dân lãnh đủ. Thiên tai lũ lụt triền miên, sông băng thủy kiệt chính là bởi vì lãnh đạo Trung Quốc quá tàn ác nên thiên tai hoành hành, vậy mà còn muốn thôn tính nước Việt Nam ta. Chắc chắn những thiên tai như thế này sẽ không dừng lại ở đây, mẹ thiên nhiên sẽ tiếp tục giáng nhiều đòn chí tử nữa xuống đất nước của họ. Hôm nay là người dân lương thiện và vô tội thì chắc chắn ngày mai không ai khác chính là những tên sói lang. Mặt người tính thú ở Bắc Kinh bao gồm lão già Tập Cận Bình sẽ đến lượt. Ở Bắc Kinh bao gồm lão già Tập Cận Bà
bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Núi lở vùi lấp nhà máy thủy điện ở Quảng Ngãi. Mưa lớn khiến núi lở cuốn theo hàng nghìn mét khối đất đá vùi lấp nhà máy thủy điện Cà Tinh ở huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi. Khoảng 18 giờ 20 phút ngày 10 tháng 10, núi lở cuốn theo đất đá sạt xuống vùi lấp nhà máy thủy điện Cà Tinh, xã Trà Lâm, huyện vùng cao Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Theo một số công nhân, đất đá vùi lấp ít nhất một tổ máy của nhà máy thủy điện. Một công nhân trực tổ máy đến tối nay vẫn chưa thể liên lạc được. Trao đổi với tin tức 24 giờ, ông Đặng Minh Thảo, bí thư huyện ủy Trà Bồng, Quảng Ngãi, xác nhận sự việc trên. Đất đá kèm theo nước lũ chảy như thác đổ nên chúng tôi chưa thể tiếp cận hiện trường. Hiện chủ đầu tư vẫn chưa xác định núi lở có vùi lấp công nhân của họ hay không, ông Thảo nói. Thủy điện Cà Tinh là nhóm các thủy điện xây dựng trên dòng sông Hà Đôi ở xã Trà Lâm và xã Trà Xuân, huyện Trà Bồng. Thủy điện Cà Tinh có 2 bậc, tổng công suất lắp máy 12 MW với 3 tổ máy, sản lượng điện hàng năm khoảng 42 triệu kWh, khởi công năm 2018, hoàn thành năm 2020. Bậc thủy điện Cà Tinh 1 có công suất lắp máy 7 MW, sản lượng điện hàng năm khoảng 23,84 triệu kWh. Đập tạo hồ nước Cà Tinh 1 trên sông Hà Doi ở thôn Trà Xanh, xã Trà Lâm dẫn nước theo hầm hướng đông bắc dài khoảng 3 km đến nhà máy điện. Bậc thủy điện Cà Tinh 2 có công suất lắp máy 5 MW, sản lượng điện hàng năm khoảng 17,47 triệu kWh. Đập tạo hồ nước Cà Tinh trên sông Hà Doi ở phía dưới suối Cà Tinh khoảng 300 m xả nước ra sông Trà Bồng. Theo Đài khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, từ đêm qua đến chiều ngày 10 tháng 10, mưa lớn 150-390mm khiến mực nước trên các sông dâng nhanh. Dự báo đến tối nay, sông Trà Câu ở thị xã Đức Phổ vượt mức báo động 3 là 0,5m. Sông Vệ đi qua huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa trên mức báo động 3 là 0,2m. Đến tối cùng ngày, Quảng Ngãi sơ tán ít nhất 5.000 người dân vùng trũng thấp đến vùng cao tránh lũ và ra khỏi vùng lở núi đến nơi an toàn. Mưa lớn ở miền Trung nhiều nơi đạt kỷ lục, một tổ máy thủy điện bị vùi lấp. Hôm nay ngày 11 tháng 10, các tỉnh miền Trung tiếp tục đón mưa lớn, nhiều nơi mưa rất lớn, lũ tiếp tục dâng trên nhiều dòng sông, nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, ngập úng diện rộng. Một số điểm có mưa lớn kỷ lục. Do tác động của không khí lạnh kết hợp với gió đông hoạt động mạnh nên từ tối qua đến sáng nay ngày 10 đến ngày 11 tháng 10, miền Trung và phía Bắc khu vực Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực Nam Trung Bộ và Nam Mộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to với lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 10 tháng 10 đến 3 giờ ngày 11 tháng 10, phổ biến 150-400mm, có nơi trên 450mm như Bạch Mã, Thừa Thiên Huế, 563,0mm, Thượng Nhật, Thừa Thiên Huế, 469,6mm, Tam Lãnh, Quảng Nam, 507,6mm, Tam Trà, Quảng Nam, 487,4mm, Trà Hiệp, Quảng Ngãi, 508,0mm, Ba Liên, Quảng Ngãi, 452,4mm. Quảng Nam là nơi có lượng mưa lớn đến mức cực đoan, trong đó lượng mưa đo được tại hồ chứa Thạch Bàn và Vĩnh Trinh từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 10 tháng 10, lần lượt là 314mm và 354mm. Khu vực có lượng mưa lớn nhất từ 19 giờ ngày 9 tháng 10 đến 13 giờ ngày 10 tháng 10. Tại khu vực hồ Vĩnh Trinh đo được là 491mm. Do vậy, từ sáng ngày 10 tháng 10, tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị ngập lụt, nước lũ tại các huyện Hạ Du, sông Thu Bồn và Vu Gia như Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Nông Sơn ngập sâu trong nước và chia cắt với bên ngoài. Nhiều tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 14B, quốc lộ 14D, quốc lộ 14H, quốc lộ 40B, đường tránh 610, đường tránh 617, nước ngập sâu từ 0,3 đến 0,6m khiến giao thông nối từ đường Hồ Chí Minh xuống quốc lộ 1A bị tắc. Với lượng mưa quá lớn kéo dài, lượng nước về các hồ thủy lợi thủy điện trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam rất lớn, buộc nhiều hồ phải xả tràn gây ngập lụt vùng hạ du. Tại các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, từ đêm ngày 9 đến ngày 10 tháng 10 có mưa rất lớn, gây ngập lụt trên diện rộng và sạt lở núi. Tại huyện miền núi Hướng Hóa và Đắk Rông, Quảng Trị, nhiều tuyến đường cầu tràn nước ngập sâu, gây ách tắc giao thông và chia cắt. Dự báo ngày và đêm ngày 11 tháng 10, khu vực Quảng Bình đến Bình Thuận, phía Bắc của Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 80mm.
Riêng khu vực từ Quảng Ngãi đến Phú Yên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Do mưa lớn kéo dài, trong hôm nay 11 tháng 10 trên các sông ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định và Kon Tum sẽ xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông khả năng ở mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi, ven sông và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định và Kon Tum. Đề phòng sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu, sạt lở vùi lấp một tổ máy thủy điện ở Quảng Ngãi. Dự báo từ ngày mai, mưa lớn giảm nhanh ở các tỉnh miền Trung, tuy nhiên khoảng ngày 13-15 tháng 10, khu vực Trung và Nam Trung Bộ lại tiếp tục đón một đợt mưa lớn. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Trung Bộ có thể vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn trong thời gian tới. Nguy cơ cao xảy ra lũ, ngập lụt sâu cục bộ tại vùng thấp trũng, sạt lở đất, lũ quét tại vùng núi. Khoảng 18 giờ 20 phút ngày 10 tháng 10, núi lở cuốn theo đất đá sạt xuống vùi lấp nhà máy thủy điện Cà Tinh, xã Trà Lâm, huyện vùng cao Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Theo một số công nhân, đất đá vùi lấp ít nhất một tổ máy của nhà máy thủy điện. Một công nhân trực tổ máy đến tối nay vẫn chưa thể liên lạc được. Ông Đặng Minh Thảo, bí thư huyện ủy huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi xác nhận sự việc trên. Đất đá kèm theo nước lũ chảy như thác đổ nên chúng tôi chưa thể tiếp cận hiện trường. Hiện chủ đầu tư vẫn chưa xác định núi lở có vùi lấp công nhân của họ hay không. Ông Thảo nói, thủy điện Cà Tinh là nhóm các thủy điện xây dựng trên sông Hà Doi ở xã Trà Lâm và Trà Xuân, huyện Trà Bồng. Thủy điện Cà Tinh có hai bậc, tổng công suất lắp máy 12 MW với 3 tổ máy, sản lượng điện hàng năm khoảng 42 triệu kWh. Khởi công năm 2018, hoàn thành năm 2020, bậc thủy điện Cà Tinh 1 có công suất lắp máy 7 MW, sản lượng điện hàng năm khoảng 23,84 triệu kWh. Đập tạo hồ nước Cà Tinh 1 trên sông Hà Doi ở thôn Trà Xanh, xã Trà Lâm dẫn nước theo hầm hướng Đông Bắc dài khoảng 3 km đến nhà máy điện. Bậc thủy điện Cà Tinh 2 có công suất lắp máy 5 MW, sản lượng điện hàng năm khoảng 17,47 triệu kWh. Đập tạo hồ nước Cà Tinh trên sông Hà Doi ở phía dưới suối Cà Tinh khoảng 300m, xả nước ra sông Trà Bồng. Ngày 10 tháng 10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Trung Bộ. Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, rà soát chủ động sơ tán nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt do ngập sâu, sạt lở, sẵn sàng tổ chức cứu trợ cho các hộ dân có nguy cơ thiếu đói. Mưa lớn gây ngập, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Quảng Ngãi, Quảng Trị. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, tại tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Trị có mưa to đến rất lớn, gây ngập úng, làm ách tắc giao thông, đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm ngày 9 tháng 10 đến 13 giờ ngày 10 tháng 10, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa rất lớn, phổ biến từ 120 đến 240mm. Hiện mực nước lũ tại các sông của tỉnh đang lên nhanh tại trạm sông Vệ 3,43m dưới mức báo động 2 là 0,07m. Trạm Trà Câu, sông Trà Câu 5,17m dưới mức báo động 3 là 0,33m. Trạm Trà Khúc, sông Trà Khúc 3m dưới mức báo động 1 là 0,5m. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, chiều đến tối nay ngày 10 tháng 10, lũ trên các sông tại Quảng Ngãi tiếp tục lên, đỉnh lũ có khả năng như sông Trà Câu tại trạm Trà Câu 6m, trên mức báo động 3 là 0,5m, sông Vệ tại trạm sông Vệ 4,7m, trên mức báo động 3 là 0,2m, sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc 5,5m, trên mức báo động 2 là 0,5m. Sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ dao động ở mức báo động 1, cấp độ rủi ro thiên tai do lũ tại Quảng Ngãi ở cấp 2. Mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối, ngập các ngầm, cầu tràn tại các huyện miền núi như Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và Minh Long. Nguy cơ ngập lụt trên diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông tại các địa phương thuộc huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi.
đặc biệt tại các xã ven sông Vệ, sông Phước Giang như Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Dũng, Hành Nhân, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, ven sông Trà Câu như Phổ Văn, Phổ Thuận, Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ. Khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có nơi mưa rất to. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã có công điện số 08 đề nghị các huyện, thị, xã, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa trên địa bàn, thông tin thông báo kịp thời đến người dân trong khu vực nhằm chủ động các biện pháp ứng phó, tập trung kiểm tra rà soát và kịp thời huy động lực lượng tổ chức sơ tán, di rời các hộ dân vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu, vùng có nguy cơ bị chia cắt đến nơi an toàn. Các địa phương bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ, cắm biển cảnh báo và quyết liệt trong việc ngăn cấm người dân đi lại qua các khu vực nguy hiểm như ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở, tạm dừng hoạt động các đò ngang và không để người dân đánh cá, vớt củi trên sông trong thời gian có mưa, lũ. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện để thực hiện công tác ứng phó mưa, lũ và chỉ đạo các cơ quan trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương để tổ chức các biện pháp ứng phó mưa, lũ trên địa bàn, hướng dẫn phân luồng, kiểm soát phương tiện giao thông hoạt động tại các khu vực bị ảnh hưởng của mưa lũ, bảo đảm an toàn. Còn tại tỉnh Quảng Trị, từ ngày 9 đến sáng ngày 10 tháng 10 có mưa to đến rất to. Cụ thể, tổng lượng mưa phổ biến từ 70-120mm, một số nơi cao như Ba Lòng, Đắk Rông 242mm, Triệu Ái, Thiệu Phong 195mm. Mưa lớn khiến nhiều ngầm tràn ở hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đắk Rông bị ngập nước, gây ách tắc giao thông và chia cắt cục bộ một số khu vực. Tại huyện Hướng Hóa, ngầm tràn trên địa bàn các thôn bị ngập nước như A Rơi, xã Ba Tầng, A Sóc, xã Lìa, Ván Ri, xã Húc, Ba Xía, xã Hướng Lộc, Thanh Ô, xã Thanh, Hồ, xã Hướng Sơn khiến việc đi lại bị ách tắc. Còn tại huyện Đắk Rông, mưa lớn cũng làm nước sông dâng cao gây ngập một số ngầm tràn ở các thôn như A Rồng Trên, A Đen, xã A Ngo, Lý Tôn, xã Tà Long, Ba Lòng, xã Ba Lòng. Tại các ngầm tràn bị ngập nước, lực lượng chức năng đã chốt chặn ứng trực 24/24 giờ để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và gió đông trên cao, nên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong ngày và đêm ngày 10 tháng 10 dự báo có mưa, mưa vừa, có nơi mưa với tổng lượng mưa phổ biến vùng đồng bằng đạt từ 20-50mm, vùng núi 40-70mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét ở vùng núi, sạt lở ở sườn dốc, ven sông các huyện Hướng Hóa, Đắk Rông, Cam Lộ và phía tây huyện Vĩnh Linh, công trình điện gió, công trình thi công ven sông, sạt lở tại các vùng dân cư khu vực miền núi. Nguy cơ ngập úng vùng thấp trũng, ngập lụt vùng hạ du các sông, ngầm tràn và đường giao thông vùng đất thấp, ngập úng cục bộ đô thị, mực nước trên các sông ở Quảng Trị hiện ở mức dưới báo động 1. Mưa to ròng rã từ đầu tháng tiếp tục làm cho Trung Quốc bị ngập chìm trong biển nước, động đất làm vỡ đê cùng hàng loạt các hiện tượng dị tượng khác bắt đầu ứng nghiệm. Điềm báo vỡ đập là có thật, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình đang mất ăn mất ngủ. Theo một tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết, hôm qua lại tiếp tục có những trận động đất và vỡ đê. Nhiều nơi còn xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở nghiêm trọng làm cho người dân của nước này phải sơ tán khẩn cấp. Bên cạnh đó, có rất nhiều người cho đến nay đã bị lũ dữ cuốn trôi, chưa tìm thấy tung tích. Tờ báo của Trung Quốc còn đăng tải những hình ảnh và video ghi lại cảnh mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần kéo dài trong những ngày vừa qua, làm cho mực nước tại nhiều con sông dâng cao, ngập lụt vẫn bủa vây toàn bộ những tỉnh phía Nam của Trung Quốc. Ví dụ như thành phố Vũ Hán, An Huy, Tứ Xuyên, Hồ Bắc và nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc vẫn bị nhấn chìm trong nước lũ. Có những nơi bị ngập tới 9 mét, xuất hiện nhiều tuyến đê bao có nguy cơ bị vỡ trong một vài ngày tới. Những hình ảnh và video mà tờ báo Trung Quốc đăng tải khi quý vị đón xem, chúng ta mới thấy được hết sự tang thương và tàn khốc nhất do bão lũ và thiên tai gây ra. Nhiều ý kiến cho rằng những cảnh tượng phía Trung Quốc đang bị thiên nhiên trừng phạt chỉ có trên phim ảnh, nhưng thực tế nhiều tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc bây giờ không khác gì ngày tận thế, và đó chính là một sự thật đang hiển hiện ra trước mắt quý vị. Nhiều ý kiến còn nói rằng những điểm báo này đang rất đúng đối với phía Trung Quốc khi đầu năm 2022, một số dự án của nhà tiên tri cậu bé đến từ Ấn Độ đã có một vài dự ngôn mà Trung Quốc phải gánh chịu trong năm nay. Đó là bệnh tật động đất,
mưa to, lũ quét, sạt lở sẽ biến Trung Quốc trở thành sa mạc và hoang tàn. Bây giờ thì những dự đoán trên đều đang rất đúng và đang ứng nghiệm với thực tế hiện nay của Trung Quốc. Các nhà tiên tri còn tiên đoán rằng vào năm 2022 này, con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất của Trung Quốc sẽ bị vỡ. Hiện mọi người đang chờ đợi xem lời nguyền về con đập Tam Hiệp có đúng hay là không. Thì chúng ta phải chờ hết năm 2022 mới có thể biết được. Thưa quý vị, theo các nhà chuyên môn chuyên theo dõi về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Trung Quốc cho biết, tính từ đầu tháng, Trung Quốc đã sống trong bóng tối, không có ánh mặt trời bởi vì bầu trời của Trung Quốc, đại lục đang liên tục u ám. Hàng triệu người dân của Trung Quốc nói rằng trong 24 ngày đêm vừa qua, họ chỉ nhìn thấy nước lũ và cảnh tượng vỡ đê, vỡ đập xảy ra, chứ họ không hề nhìn thấy ánh sáng, ánh nắng của mặt trời. Mở mắt ra chỉ toàn nước và đồ đạc bị nước lũ cuốn trôi, nổi lênh bềnh. Ô tô nổi trên mặt nước có đến hàng triệu chiếc, điều này cho thấy rằng Trung Quốc đang bị quả báo đến. Và Trung Quốc đang bị nhân quả báo ứng, đang bị mẹ thiên nhiên trừng phạt, đang bị đất trời thay thế cho thế giới giáng tội vì những tội lỗi mà ông Tập Cận Bình đã gây ra cho thế giới. Đến bây giờ, hàng triệu người dân của Trung Quốc phải gánh chịu hậu quả đau thương. Các nhà phân tích cho biết 24 ngày đêm vừa qua, Trung Quốc không hề có sự bình yên, thay vào đó là những trận mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần liên tục ập xuống đất nước này vì những tai họa do chính ông Tập và giới chức nước này đã gây ra cho nhân loại. Phải chăng mẹ thiên nhiên đang trút những cơn giận dữ, giáng những đòn đau để trừng phạt như những lời cảnh báo đến đất nước này, mục đích là để giúp ông Tập Cận Bình cảnh tỉnh bớt đi gây gổ, bắt nạt, gây hấn trên Biển Đông cũng như bớt đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải, biên giới các nước trong khu vực và bớt đi gieo rắc những cái mầm tội ác trên thế giới? Thưa quý vị, có một thông tin được cho là rất xấu đối với cả Trung Quốc khi vào ngày hôm qua, vào lúc 10 giờ 38 phút theo giờ địa phương, Trung tâm Địa chất của Trung Quốc cho biết thành phố Hàn Bắc của Trung Quốc đã xảy ra trận động đất mạnh với cường độ lên tới 6,9 độ Richter. Tâm chấn nằm ở độ sâu 19 km, hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác bị thiệt hại do trận động đất gây ra. Tuy nhiên, người dân ở các khu vực xung quanh như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân đều cảm thấy rất rõ dư chấn của trận động đất này. Theo nhân chứng của người dân nơi này cho biết, nơi đây lịch sử đã từng xảy ra 3 trận động đất lớn với cường độ 4,3 độ Richter, 6,1 độ Richter và một trận động đất được cho là kinh hoàng. Vào năm 1995, khi đó trận động đất đã có cường độ lên tới 7,9 độ Richter, khiến cho 189 người dân Trung Quốc bị mất tích và đó được cho là một điều cực kỳ kinh khủng cũng như tồi tệ, hiện đang vẫn ám ảnh người dân nơi đây. Nhiều người đã tiếc thương cũng như là thông cảm cho sự không may mắn của những người dân xấu số Trung Quốc. Tuy nhiên, trước đó đã có những hiện tượng lạ, điểm báo xấu như quạ bay đầy trời, hàng triệu con châu chấu từ châu Phi bay qua 5 tỉnh của Trung Quốc, bầu trời Bắc Kinh liên tục hứng chịu các thảm họa. Theo Trung tâm Nghiên cứu về Động đất Sóng Thần Trung ương cho biết, trong một vài ngày tới, Trung Quốc có nhiều khả năng sẽ còn xuất hiện thêm 1 đến 3 trận động đất nữa. Và nếu như thời tiết cực đoan không chấm dứt thì điều này có thể xảy ra. Đứng trước những mối nguy hiểm và cấp bách kể trên, trung tâm này đã phát đi thông báo khẩn cấp với chính quyền ông Tập Cận Bình và toàn bộ 1,4 tỷ dân của Trung Quốc biết nhằm phòng chống những điều tồi tệ sẽ xảy ra. Hiện giới chức Trung Quốc đang rất lo lắng, tuy nhiên họ không biết phải làm sao bởi vì họ không thể đánh bại được sự nổi dậy trừng phạt của mẹ thiên nhiên và của đất trời. Thưa quý vị, Trung Quốc trong 24 ngày đêm vừa qua liên tục xuất hiện mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần, khiến cho giới chức của nước này đang mất ăn, mất ngủ. Và trong một bài phát biểu mới đây tại thủ đô Bắc Kinh vào ngày hôm qua, đích thân người đứng đầu Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói rằng tình hình kiểm soát lũ lụt ở đất nước này đang gay go và bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất trong lịch sử, đề nghị các cơ quan ban hành và người dân phải hết sức cẩn trọng. Tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc, đã trích dẫn lời ông Tập Cận Bình. Chủ tịch Trung Quốc đã kêu gọi nỗ lực toàn diện trong các hoạt động cứu hộ, cứu trợ tại các khu vực bị ngập lụt trên khắp đất nước này, nhấn mạnh rằng đảm bảo cuộc sống và an toàn của người dân là ưu tiên hàng đầu.
Được biết, đây là lần đầu tiên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng nói rằng sẽ bảo vệ cuộc sống cũng như an toàn của người dân Trung Quốc đại lục trước mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần liên tiếp xảy ra. Trước đó, thì ông Tập Cận Bình được cho là không quan tâm tới người dân của Trung Quốc khi vẫn đem Hải quân Trung Quốc tiến ra vùng Biển Đông để tập trận bắn đạn thật và phóng tên lửa thị uy sức mạnh uy hiếp các nước trong khu vực. Điều đó đã bị các nước trong khối ASEAN cũng như cộng đồng trên toàn thế giới lên tiếng phản đối. Tờ báo của Trung Quốc cho biết ông Tập Cận Bình đã chỉ thị cho chính quyền địa phương ở vùng lũ thực hiện trách nhiệm của mình lên tuyến đầu để kiểm tra tình hình, bảo vệ tốt hơn tính mạng và tài sản của người dân. Ông Tập Cận Bình còn nói rằng các bộ phận liên quan tăng cường lập kế hoạch, phối hợp tổng thể cũng như phân bổ lực lượng cứu hộ và cứu trợ thảm họa một cách khoa học nhất. Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa và lực lượng cảnh sát vũ trang của nước này tích cực tham gia vào công cuộc cứu trợ, cứu hộ cho người dân. Các bộ phận liên quan được chỉ thị lên kế hoạch tái thiết sau thảm họa, khôi phục trật tự sản xuất và cuộc sống cần trở lại bình thường sau khi đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát lũ lụt và công tác cứu trợ thiên tai càng sớm càng tốt. Tờ báo của Trung Quốc cho biết trong những ngày gần đây, lũ lụt, mực nước dâng cao lên hầu hết tại các tỉnh phía nam của Trung Quốc và đứng trước tình hình đó, chính phủ của nước này đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt từ cấp 3 lên mức độ cao nhất, tức là cảnh báo đỏ. Tất cả các tỉnh như Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tô, Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây đều lần lượt nâng mức độ cảnh báo lên cấp cao nhất. Được biết, mưa lũ ở Trung Quốc đã ảnh hưởng tới khoảng 60 triệu người dân trên nhiều tỉnh thành. Lũ lụt cũng cuốn trôi nhiều nhà cửa, ô tô, xe máy, điện thoại, TV, tủ lạnh, giường chiếu. Được biết, các tỉnh ảnh hưởng nặng nhất của Trung Quốc là tỉnh Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên. Tổng cộng đã có 293 người thiệt mạng và mất tích vì lũ lụt. Đây là một trong những tín hiệu cực xấu cho phía Trung Quốc. Trước đó, thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của nước này cũng đã ra một cảnh báo mới rằng Trung Quốc tiếp tục hứng chịu những trận mưa to gió lớn trong những ngày tới, đặc biệt là những ngày đầu và có thể là hết tháng 10 năm 2022, để phòng lũ quét sạt lở, an nguy tới con đập Tam Hiệp. Thưa quý vị, tin tức Bắc Kinh trích dẫn thông tin từ một chuyên gia trung tâm mạng lưới động đất sóng thần của nước này cho biết, trận động đất 5,1 độ Richter vào sáng hôm qua là một trong những dư chấn từ năm 1976. Tâm chấn của trận động đất trên được xảy ra tại huyện Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc. Đường Sơn từng bị tàn phá trong trận động đất 7,9 độ Richter vào năm 1976, khiến cho hơn 240.000 người thiệt mạng và hơn 160.000 người bị thương. Đây là một trong những trận động đất khủng khiếp nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất của Trung Quốc cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2022 đã có tới 12 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên đã xảy ra, khiến cho cuộc sống của người dân liên tục chao đảo. Đầu năm thì dịch bệnh COVID-19 tàn phá, bây giờ thì mưa to, sóng lớn, động đất, sóng thần liên tục xảy ra, khiến cho tất cả 24 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc sống trong nỗi lo âu. Đây chính là cái giá mà Trung Quốc đang phải trả cho những tội lỗi về những đường lối sai trái của ông Tập Cận Bình gây ra. Họ nói rằng Trung Quốc muốn yên thân thì phải ngồi cầu nguyện sám hối. Nhưng chính quyền của ông Tập được cho là vẫn hung hăng bởi vì quân đội của Bắc Kinh vẫn đang trong quá trình tiến lên vùng biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên, Trung Quốc và Ấn Độ để gây hấn đánh nhau ở ngoài Biển Đông. Thì hải quân của Bắc Kinh liên tục cho tập trận cũng như dàn trận quân sự để uy hiếp các nước trong khu vực. Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh của Mỹ và các nước trên thế giới. Các nước đã trực tiếp lên tiếng khuyên nhủ Trung Quốc rằng Bắc Kinh nên ngừng ngay những hành động bắt nạt thế giới. Trung Quốc hãy thay đổi, đừng đi gây hấn bành trướng nữa mà Trung Quốc lo cho người dân, bởi vì mưa lũ sóng thần động đất sẽ còn tiếp tục xảy ra trong cuối tháng 10 và cả tháng 11. Và nếu như chính quyền ông Tập Cận Bình không dồn toàn tâm toàn lực để lo cho người dân thì rất có thể Trung Quốc sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ thế giới. Bởi vì theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn nước này cho biết, mưa lớn bão tố vẫn tiếp tục ập tới Trung Quốc trong một vài ngày tới, đề nghị cơ quan ban ngành cũng như người dân đất nước này hết sức cảnh giác. Quảng Nam, 3 người chết và mất tích do mưa lũ, nhiều nhà cửa chìm trong biển nước. Vẫn còn rất nhiều nhà dân, trụ sở, cơ quan vẫn chìm trong biển nước, nhiều tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc. Chiều ngày 11 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo nhanh về công tác triển khai ứng phó với mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng. Theo đó, đã có 2 người chết và 1 người mất tích do mưa lũ. Cụ thể, vào ngày 10 tháng 10, ông Đoàn Văn Hát sinh năm 1968, trú tại khối phố Đông Trà, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tử vong do bị nước lũ cuốn trôi khi nhảy cứu một học sinh lớp 9 bị lũ cuốn trôi vào ngày 10 tháng 10.
Sau đó học sinh gặp nạn này đã may mắn được cứu sống. Nạn nhân thứ hai là bà Lương Thị M.L. sinh năm 1985, trú tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, bị nước lũ cuốn trôi vào ngày 10 tháng 10 khi đi qua đoạn đường ngập sâu. Hiện vẫn còn một người bị mất tích là bà Hồ Thị Dâu sinh năm 1994, trú tại làng Tắc Len, thôn 1 xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, bị nước cuốn trôi khi đi qua sông Nước Na, địa phận giáp danh xã Trà Cang với xã Trà Nam. Vào ngày 9 tháng 10, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực để tìm kiếm bà Dâu. Theo thống kê sơ bộ, hiện mưa lũ đang nhấn chìm rất nhiều nhà dân, trụ sở các cơ quan. Số liệu tổng hợp được từ báo cáo nhanh của một số địa phương cho biết, Nông Sơn ngập 264 nhà, Quế Sơn ngập 57 nhà, Điện Bàn ngập 450 nhà, có nơi ngập đến 1,2 mét. Về nông nghiệp, hiện một số nơi vẫn còn đang ngập lụt nên công tác thống kê thiệt hại của địa phương gặp khó khăn. Về giáo dục, hiện một số trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 11 tháng 10 để đảm bảo an toàn cho học sinh theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại công văn số 6616 ngày 10 tháng 10. Về tình hình các hồ chứa thủy lợi, theo đánh giá của ban chỉ huy, đối với các hồ chứa đang thi công, chủ đầu tư đang triển khai các phương án phòng chống bão và mưa lớn. Đối với các hồ địa phương cơ bản an toàn, riêng hai hồ Đá Trồng, Vũng Tôm, Thấm Nặng cần thường xuyên theo dõi. Đối với các hồ thủy điện gồm sông Chanh 2, A Vương, sông Bung 4, Đắc Mi 4 đã vận hành giảm lũ cho hạ lưu. Về tình hình sơ tán dân, theo số liệu báo cáo từ các địa phương, để ứng phó với đợt mưa lớn từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10, các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động di rời sơ tán 1.237 hộ trên 4.276 nhân khẩu tại các vùng có nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất. Cụ thể, huyện Bắc Trà My 426 hộ trên 1.484 khẩu, trong đó có các hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở tại Trà Giang, thị trấn Bắc Trà My, Trà Giác, Trà Đốc, Trà Nú, huyện Nông Sơn, 219 hộ trên 420 khẩu, thành phố Tam Kỳ, 592 hộ trên 2.372 khẩu. Về tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đối với tuyến cao tốc, đường Hồ Chí Minh nhánh Đông Tây vẫn lưu thông bình thường. Một số tuyến đường bị sạt lở như đường Trường Sơn Đông, sạt lở Ta Luy Dương tại km 29+450, km 76+600, quốc lộ 24C sạt lở tại km 89+450, đoạn qua xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ bị ngập nước từ 0,4 đến 1,2 mét, có nơi ngập đến 3 mét. Mưa lớn dồn dập, miền Trung lại đối mặt với lũ quét, sạt lở đất. Các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ đối diện nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất cao vì lượng mưa lớn, thủy chiều cao, nước khó thoát nhanh ra biển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, diễn biến mưa trong 24 giờ qua, ở khu vực Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam đã có mưa to đến rất to, với lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 9 tháng 10 đến 7 giờ ngày 10 tháng 10, phổ biến từ 100-230mm, có nơi trên 300mm như Bạch Mã, Thừa Thiên Huế 388,0mm, Hồ Chuồi, Thừa Thiên Huế 323,0mm, Bà Nà, Đà Nẵng 324,8mm, Đập Hà Thanh, Quảng Nam 328,0mm, Giao Thủy, Quảng Nam 325,6mm. Ở Trung và Nam Trung Bộ, phía đông khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa to đến rất to và dông. Ngày và đêm ngày 10 tháng 10, khu vực phía Tây của Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Mưa đặc biệt lớn ở phía Tây của Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi với lượng mưa ở một số trạm đo vừa mới 300mm trong vòng 7 giờ. Hôm nay, mưa tiếp tục duy trì ở mức mưa lớn và rất lớn ở các tỉnh được đề cập ở trên. Đặc biệt, mưa lớn ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi với lượng mưa tương tự đêm hôm qua. Các tỉnh Nam Trung Bộ từ Phú Yên tới Vũng Tàu cũng sẽ có mưa rất lớn, riêng Bình Định ít mưa trong hôm nay. Với lượng mưa như vậy, các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ đối diện với nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất cao vì lượng mưa lớn, thủy chiều cao, nước khó thoát nhanh ra biển. Từ tối ngày 14 tháng 10 đến 16 tháng 10 sẽ tiếp tục có một đợt mưa lớn diễn ra, mưa từ Nghệ An và lan dần ra các tỉnh Trung Bộ. Về không khí lạnh, sáng nay ngày 10 tháng 10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.
ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7 giật cấp 9 biển động mạnh. Ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 biển động. Trong ngày và đêm ngày 10 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió trong đất liền hướng đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, 5. Từ ngày 10 tháng 10 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở lạnh, vùng núi Bắc Bộ trời trở rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 16 đến 18 độ, khu vực Trung Du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 18 đến 21 độ. Trên biển, ngày và đêm ngày 10 tháng 10 ở vịnh Bắc Bộ và gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 9. Ở khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh cấp 7 giật cấp 9, khu vực vịnh Bắc Bộ sóng biển cao từ 2 đến 4 m, khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao từ 4 đến 6 m, biển động mạnh. Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 m, biển động ở Trung và Nam Trung Bộ. Phía đông khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Chuyên gia nêu nguyên nhân sâu xa gây lũ quét sạt lở đất ngày càng nghiêm trọng. Rừng tự nhiên với thảm thực vật phong phú chính là lớp áo bảo vệ đất. Khi phá rừng, khai thác tận diệt rừng, lớp áo này mất đi, đất không còn kết dính mới sinh ra sạt lở đất. Còn rừng tự nhiên thì khó có lũ quét. Nói về những trận lũ quét kinh hoàng ở Nghệ An vừa xảy ra, giáo sư Nguyễn Ngọc Lung, Viện trưởng Viện Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng cho rằng có nhiều nguyên nhân, mưa quá lớn, cấp tập vượt quá khả năng thẩm thấu của đất, song nguyên nhân chính vẫn là do diện tích rừng tự nhiên bị thu hẹp. Ở Việt Nam hiện có hai loại rừng là rừng trồng và rừng tự nhiên. Rừng nguyên sinh là một khái niệm trong rừng tự nhiên, là loại rừng chưa có tác động của con người, nhưng thực chất thì ở Việt Nam chỗ nào cũng bị con người tác động rồi, dù ít hay nhiều. Nguyên nhân của sạt lở đất lũ quét thời gian qua có nhiều, trong đó không thể bỏ qua yếu tố mất rừng tự nhiên. Nếu đất trống đồi trọc chỉ có vỏ và cây bụi, khi mưa xuống có tới 95% chảy tràn trên mặt, chỉ có 5% thấm một lớp mỏng vào đất. Lượng nước chảy tràn trên mặt gọi là lũ, như lũ ống, lũ quét. Nhưng có rừng tự nhiên thì 90% nước rơi xuống không chảy tràn trên mặt nữa mà thấm sâu dưới đất. Nếu một cơn mưa bình thường kéo dài 1 đến 2 giờ với lượng mưa khoảng 100mm thì không có nước chảy tràn trên mặt. Nếu cơn mưa là mặt đất không có nước mà thẩm thấu trở thành nước ngầm, không còn khả năng gây lũ ống lũ quét. Giáo sư Nguyễn Ngọc Lung phân tích, rừng tự nhiên có khả năng chống lũ giữ nước tốt như vậy là vì rừng có nhiều tầng tán, nhiều loại cây khác nhau, có thảm mục. Hệ rễ sâu 20-30 m, chiều cao cây như nào rễ sâu như thế, tán rộng bao nhiêu thì rễ cũng mọc rộng bấy nhiêu. Các cây đan lại với nhau như một cái lưới, với kết cấu đó thì không thể nào tạo ra lũ được. Rừng trồng chỉ có tác dụng bằng 1/2 đến 1/5 so với rừng tự nhiên, tùy thuộc vào trồng các loại cây gì, cây đó đã trưởng thành chưa, nhưng tính trung bình thì nó có thể ngăn lũ được khoảng 50%, còn đối với đất trống, đồi núi trọc, 80-90% lượng mưa xuống là chảy tràn trên mặt vì nó không có lực cản nào để thấm sâu xuống đất, không có lớp thảm mục để giữ nước, tạo thành dòng chảy lớn gây nên lũ quét, cây cối có tác dụng phân hóa điều khiển nước như vậy. Giáo sư tiến sĩ Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam đồng tình. Ông cho biết quan sát các điểm sạt lở lũ quét thì thấy đều là đất trơ trọi, không có thảm thực vật. Khi mưa, nước sẽ dần thấm vào, lớp đất ấy đã bị tác động từ lâu, nắng lên, đất sét đã bị phong hóa. Sau đó, trọng lượng tăng do mưa dồn xuống. Theo nguyên tắc trên độ dốc sẽ trượt khi lực đẩy xuống lớn hơn lực giữ. Lực giữ ở đây đã kém do đất sét bị phong hóa vì phá rừng, mất thảm thực vật. Xây thủy điện, phá rừng đã làm cho đất bị phong hóa, từ phong hóa làm thay đổi kết cấu của đất, lực giữ giảm đi, chưa kể mưa dồn mạnh hơn vì không còn dòng chảy mặt, trọng lượng tăng lên, lực giữ kém nên mới xảy ra sạt lở. Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho hay, rừng tự nhiên ngày càng teo tóp. Giáo sư Nguyễn Ngọc Lung cho biết, năm 1945, độ che phủ rừng tự nhiên lên tới 43%. Tuy nhiên, sau đó, do tác động của chiến tranh cùng với trình độ quản lý kém hiện nay, độ che phủ của rừng đã bị mất tới gần một nửa, còn khoảng 27% độ che phủ gây ra những mối đe dọa tới sinh hoạt phát triển nông nghiệp. Năm 1992, chương trình trồng 5 triệu hectare rừng được khởi động, diện tích rừng trồng đã được nâng lên khá nhiều. Hiện nay, nhờ các chương trình phát động, diện tích che phủ cũng đã được tăng lên. Theo số liệu, thì diện tích rừng che phủ hiện lên đến 41,7%.
Tuy nhiên đó là rừng trồng nên khả năng tích trữ chống lũ, sụt lún cũng chỉ có tác dụng bằng 1/5 rừng tự nhiên. Diện tích rừng tự nhiên hiện còn rất ít, mấu chốt là chất lượng rừng hiện nay rất thấp. Cũng là rừng tự nhiên nhưng xưa là rừng giàu và trung bình, giờ là rừng nghèo và rừng kiệt. Xưa trên 1 hectare rừng có 250 mét khối gỗ nhưng giờ chỉ còn 25 mét khối gỗ, nhưng nó vẫn là rừng. Như thế độ che phủ bằng nhau nhưng chất lượng rừng không bằng một nửa so với trước đây. Chất lượng đó ảnh hưởng đến năng lực phòng hộ của rừng. Trước đây mật độ cây ken đặc, dễ đan nhau dày đặc thì giờ cây ít đi, cây to không có nên vai trò bảo vệ của rừng bị suy giảm đi nhiều, ông nói. Rừng nghèo là loại rừng chỉ có những loại cây ít giá trị, không có thảm thực vật, động vật, không có tác dụng giữ nước, chống xói mòn. Sự buông lỏng quản lý ở nhiều nơi khiến kiểm lâm chính là lâm tặc, rừng giàu biến thành rừng kiệt. Theo giáo sư Vũ Trọng Hồng, nếu có trồng lại rừng sau khi rừng bị phá, chúng ta cũng phải mất 50 năm rừng mới khôi phục lại được. 50 năm sau, rừng mới có thể tái tạo khả năng giữ nước. Rừng trồng mới, dù 10 năm cũng không có tác dụng. Phải mất 50 năm lá rừng rụng xuống, mục ra, hình thành thảm thực vật dày 1 mét thì mới ngấm được nước. Dòng chảy mặt là dòng nguy hiểm nhất. Rừng mất lớp mùn thì sẽ chẳng giữ được nước. Nước sẽ trôi tuột đi tạo thành lũ, giáo sư Hồng nói. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên từ tháng 10 đến tháng 12, trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 2-3 đợt lũ vừa và lớn. Mực nước đỉnh lũ năm 2022 tại hạ lưu các sông chính từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ở mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2, các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên ở mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Trên các sông suối nhỏ, vùng thượng lưu các sông khả năng xuất hiện lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất. Để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, cấp ủy, chính quyền và ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương cần theo dõi chặt chẽ và cập nhật thường xuyên các thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và hệ thống dự báo địa phương. Lời kể của nhân chứng vụ sạt lở ở Trà Bồng. Trong cả ngày 11 tháng 10, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng các ban ngành, cơ quan quân sự, công ty cổ phần thủy điện Trà Bồng tập trung nhân lực nỗ lực tìm kiếm người mất tích. Các đơn vị tập trung khơi thông lượng đất đá sạt lở ở tỉnh lộ 622 để thông đường vào các xã bị cô lập. Đại diện công ty khẳng định chỉ có một kỹ sư mất tích có mặt tại hiện trường vụ sạt lở suốt từ đêm qua đến nay. Ông Đặng Vị Thuyên, giám đốc nhà máy thủy điện Cà Tinh 1, Cà Tinh 2 kể lại, thông thường một ekip trực có một bảo vệ và hai kỹ sư. Tuy nhiên do những ngày qua mưa lớn nên hai nhân viên đi kiểm tra khu vực lân cận. Trong nhà máy chỉ có một kỹ sư Nguyễn Văn Nam đến 17 giờ 30 phút chiều ngày 10 tháng 10. Bất ngờ đất đá từ trên núi đổ xuống quá nhanh nên vùi luôn nhà điều hành của nhà máy thủy điện. Hai người đang đi kiểm tra nghe tiếng lở núi, quay lại nhưng không thể nào tiếp cận được vị trí người còn lại trong nhà máy nên đã báo cáo ban giám đốc. Ông Đặng Vĩnh Thiên, giám đốc nhà máy thủy điện Cà Tinh cho biết, chiều tối ngày 10 tháng 10 xảy ra hai lần sạt lở lớn, nghe âm thanh rất lớn, rất rõ ràng như tiếng đứt gãy của đá, nghe rắc rắc ào một lần, sau đó hai tiếng là hai lần sạt lở. Ban giám đốc nhà máy thủy điện Cà Tinh khẳng định thời điểm xảy ra sạt lở, trong nhà máy chỉ có một kỹ sư Nguyễn Văn Nam đang trực trong đó. Đơn vị cố gắng liên lạc bằng nhiều cách nhưng đều không được và đã báo cơ quan chức năng. Từ sáng sớm hôm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trà Bồng huy động lực lượng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đào bới đất đá, cố gắng tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên sáng nay tại khu vực sạt lở, trời tiếp tục mưa to, công tác tìm kiếm khắc phục gặp nhiều khó khăn. Khu vực sạt lở núi cũ vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt nên cơ quan chức năng vừa làm vừa đánh giá tình hình. Đại tá Nguyễn Ra, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường cho biết, hiện nay các lực lượng tập trung để tiếp cận khu vực hiện trường nghi ngờ có thợ điện đang ở khu vực đó. Thứ hai, xử lý từng bước chứ không tập trung, đặc biệt phải đảm bảo an toàn, luôn luôn quan sát, phát hiện khu vực trên khu vực sườn núi. Nếu có dấu hiệu sạt lở tiếp theo phải có báo động kịp thời để bảo đảm cho các lực lượng tham gia tìm kiếm người mất tích. Cả ngày hôm nay, nhiều máy ủi, máy múc cùng hàng chục cán bộ kỹ sư, bộ đội được huy động để giải phóng điểm sạt lở, hỗ trợ tìm kiếm kỹ sư điện Nguyễn Văn Nam, nghi đang mất tích ở trong nhà máy bị vùi lấp. Chiều nay, trời bớt mưa, hửng nắng nên việc tìm kiếm thuận lợi hơn.
Trước đó, như đã đưa tin, chiều tối qua ngày 10 tháng 10, tại khu vực cầu Cà Tinh trên tỉnh lộ 622B thuộc xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra sạt lở núi gây ách tắc giao thông, làm sụt nhà máy thủy điện Cà Tinh 1, một kỹ sư điện trực tổ máy bị mất liên lạc. Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng đã giăng dây cấm phương tiện qua lại khu vực sạt lở, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ khắc phục sự cố. Miền Trung khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm người mất tích. Các tỉnh thành miền Trung đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lớn, tìm người mất tích. Mưa to trong 2 ngày qua tại các tỉnh miền Trung gây ngập lụt cục bộ tại một số khu vực thấp trũng. Dọc bờ biển, chiều cường dâng cao xâm thực tiếp tục gây sạt lở nhiều đoạn. Sự cố sạt lở núi làm sụp nhà máy thủy điện Cà Tinh 1 ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi là một kỹ sư còn mất tích. Chiều ngày 11 tháng 10, chỉ còn mưa một số nơi khu vực miền núi các tỉnh Nam Trung Bộ, nước trên các sông đang xuống, các địa phương miền Trung đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lớn, tìm kiếm người mất tích. Sau bão số 4 vừa qua, sóng lớn làm hơn 2 km bờ biển tại thôn A Dương 1, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế bị sạt lở, xâm thực sâu vào đất liền hàng chục mét, đe dọa an toàn khu dân cư. Ngày 11 tháng 10, huyện Phú Vang huy động 150 người gồm lực lượng bộ đội biên phòng, dân quân địa phương và người dân địa phương tập trung gia cố đê bao tạm thời chống sạt lở. Mọi người dùng bao tải chứa cát đắp thành bờ đê dài để ngăn chiều cường xâm thực. Thiếu tá Lê Văn Hải, Hải đội trưởng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An cũng như Hải đội 2 huy động 50 lượt cán bộ chiến sĩ cùng vật chất trang thiết bị phối hợp với chính quyền và con nhân dân cùng với các lực lượng gia cố đất đê, kè chống sói lở, xâm thực bờ biển của thôn An Dương 1, xã Phú Thuận. Đến chiều nay tại tỉnh Quảng Nam, mưa đã ngớt, nước trên các sông đang xuống nhưng một số nơi vùng thấp trũng vẫn còn ngập nước. Quốc lộ 1A đoạn qua các xã Tam Đàn, Tam An, huyện Phú Ninh đến các xã Bình An, Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam bị ngập trong buổi sáng. Nước đã rút, phương tiện qua lại bình thường. Mưa lũ làm một người tử vong, 2 người đang mất tích. Các địa phương ở tỉnh này huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm người mất tích, đồng thời tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Ông Hồ Ngọc Mẫn, Phó Chủ tịch huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, một số xã như Đại Cường, Đại Lãnh, Đại An, nước vẫn ngập sâu, nhiều diện tích hoa màu của bà con bị hư hại, đồng ruộng bị sói lở, bồi lấp. Hiện nước rút đến đâu, các địa phương tổ chức lực lượng giúp dân dọn dẹp khắc phục hậu quả đến đó. Sau bão số 4, cây trồng sản xuất bị thiệt hại, huyện đang chỉ đạo phải tổ chức lại để cho người dân ổn định sản xuất. Những vùng ngập, huyện đang tập trung chỉ đạo hỗ trợ lương thực thực phẩm. Ông Hồ Ngọc Mẫn cho biết, sự cố sạt lở đất vào chiều tối ngày 10 tháng 10 tại khu vực cầu Cà Tinh trên tỉnh lộ 622B thuộc xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi làm sụp nhà máy thủy điện Cà Tinh 1. Đến chiều nay, một kỹ sư điện trực tổ máy vẫn còn mất tích. Cả ngày hôm nay, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng các ban ngành, cơ quan quân sự, công ty cổ phần thủy điện Trà Bồng tập trung nhân lực, nỗ lực tìm kiếm người mất tích. Sáng sớm ngày 11 tháng 10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy Quân sự Trà Bồng huy động lực lượng đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đào bới đất đá tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đại tá Nguyễn Ra, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường cho biết các lực lượng tập trung tiếp cận khu vực hiện trường, lực lượng xử lý từng bước chứ không tập trung, đặc biệt phải đảm bảo an toàn, luôn luôn quan sát, phát hiện trên khu vực sườn núi nếu có dấu hiệu sạt lở tiếp thì phải báo động kịp thời. Giao thông qua Quảng Ngãi tắc nghẽn, đường xá hư hỏng, hàng nghìn dân bị cô lập. Mưa lũ kéo dài khiến cho nhiều tuyến đường tại tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nặng gây ách tắc giao thông, chia cắt cô lập hàng nghìn người dân. Nhiều tuyến giao thông huyết mạch tan hoang sau mưa lũ. Ghi nhận của phóng viên, đến chiều tối ngày 11 tháng 10, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ qua địa bàn các huyện, thị, đồng bằng bị ngập, gây chia cắt giao thông và hư hỏng hạ tầng liên quan. Trên tuyến quốc lộ 24 nối Quảng Ngãi với tỉnh Kon Tum, mưa lớn dẫn đến sói lở rãnh thoát nước dọc, nhiều vị trí đất đá tràn ra mặt đường, nhiều biển báo trên tuyến bị hư hỏng. Tương tự, trên quốc lộ 24B Sa Kỳ – Ba Tơ cũng xuất hiện hàng loạt hư hỏng và sạt lở đất đá gây tắc nghẽn cục bộ. Tại km 14+700 và km 35+000 ngập nước mặt đường diện rộng gây tắc đường, sói lở rãnh thoát nước dọc, nhiều vị trí sạt lở ta luy dương, đất đá tràn ra mặt đường. Cầu Bà Liên tại km 90+220 bị sói lở nón cầu và hạ lưu cống D100. Đối với quốc lộ 24C, hàng loạt vị trí sạt lở ta luy dương gây ách tắc cục bộ, khối lượng đất đá tràn ra mặt đường khoảng 4.500 m3.
Trong khi đó, đối với các tuyến đường tỉnh, mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng nề, nhiều tuyến đường hư hỏng. Trên tuyến DT623, nước lũ dâng cao ngập cầu sông Rin, km 0+253, khiến tuyến giao thông huyết mạch ách tắc hoàn toàn nhiều giờ liền. Dọc tuyến xuất hiện nhiều vị trí sạt lở ta luy dương, đất đá tràn ra mặt đường, lấp rãnh thoát nước dọc tại km 20+600, km 29+300, km 30+370, km 30+700, km 32+100, km 39+500 với khối lượng đất đá khoảng 3.300 m3. Nhiều biển báo giao thông bị hư hỏng phải thay mới. Tuyến DT602B nối thành phố Quảng Ngãi với các huyện miền núi cũng bị tắc nghẽn khi nước ngập cầu tràn Thạch Nham. Tương tự, tuyến DT624 cũng xảy ra nhiều vị trí sạt lở ta luy dương, đất đá tràn ra mặt đường, lấp rãnh thoát nước dọc. Theo Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi, hiện nay có 5 tuyến đường tỉnh lên các huyện miền núi bị sạt lở nặng gây ách tắc giao thông. Nhiều tuyến đường liên thôn liên xã ở miền núi cũng bị đất đá sạt lở tràn xuống đường, khiến phương tiện không thể lưu thông qua lại. Phương tiện nhân lực đang được ngành giao thông tỉnh Quảng Ngãi huy động tối đa để giải phóng khối lượng đất đá sạt lở. Đội phó đội thanh tra số 3, thanh tra Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi Huỳnh Hà cho biết, ngành giao thông đang lập các điểm chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại, đồng thời triển khai các biện pháp thông tuyến ở các vị trí sạt lở. Những điểm nguy cơ sạt lở, đơn vị đã có rào chắn để ngăn chặn những phương tiện qua lại nhằm tránh những trường hợp tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Sạt núi bịt đường cô lập hàng nghìn người dân miền núi. Trong khi đó, tại huyện miền núi Trà Bồng, mưa lũ đã gây ra những thiệt hại rất nặng nề, trong đó đáng chú ý là vụ sạt lở núi tại thủy điện Cà Tinh vào đêm ngày 10 tháng 10. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi, mưa lũ những ngày qua đã làm tuyến tỉnh lộ 622B bị sói lở ta luy âm, hư hỏng mái ta luy bê tông xi măng khoảng 400m tại km 3+200. Dọc tuyến có 4 vị trí sạt lở ta luy dương khoảng 1.500 m3 tại vị trí km 50+500 và km 50+470. Sói lở rãnh thoát nước dọc khoảng 1.200m, nhiều vị trí đất đá tràn ra mặt đường, lấp rãnh thoát nước dọc khoảng 450m3. Mưa lũ cũng gây sói lở hạ lưu chân khay mố cầu sàn tại km 31+076, mố cầu nước xoang 1 tại km 44+568, mố cầu suối doanh 1 tại km 51+079 và mố cầu vá lứt tại km 63+887. Hư hỏng hệ thống biển báo hiệu các loại, cây ngã đổ ra đường làm tắc nghẽn giao thông. Riêng vụ sạt lở núi tại thủy điện Cà Tinh, ngoài gây thiệt hại về vật chất đối với chủ đầu tư dự án thủy điện làm mất tích một công nhân, thì vụ sạt lở này còn gây thiệt hại nặng nề về hệ thống giao thông. Cụ thể, tại km 37+550, km 37+630 cầu Cà Tinh, sạt lở ta luy dương khối lượng lớn khoảng 19.000 m3, sói lở mố cầu, đường đầu cầu, hư hỏng hệ thống an toàn giao thông như tường hộ lan, biển báo. Giao thông qua đây bị tắc nghẽn hoàn toàn. Tương tự, tình trạng sạt lở núi gây cô lập hoạt động giao thông đi lại, cứu nạn, cứu hộ tại huyện Trà Bồng. Cụ thể, mưa lớn đã khiến nhiều đoạn điểm trên tuyến tỉnh lộ 626 xuất hiện nhiều vị trí sạt lở ta luy dương, đất đá tràn ra mặt đường, lấp rãnh thoát nước dọc khoảng 10.000 m3 tại km 8+800, km 11+390, km 11+500 gây tắc đường hoàn toàn. Ngoài ra, mưa lũ cũng dẫn đến sói lở rãnh thoát nước dọc khoảng 470m, nứt dọc mặt đường bên trái tuyến dài 50m, bề rộng vết nứt 20cm, trên cao mặt đường 20cm tại km 11+250 và có nguy cơ đứt đường tạo thành hố tử thần dọc theo tuyến giao thông trục ngang ở các huyện miền núi Quảng Nam. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bà Bồng, vụ sạt lở thủy điện Cà Tinh gây ách tắc trên tỉnh lộ 622B cô lập 6 xã huyện vùng cao này với bên ngoài. Hiện tại, phương án cứu nạn cứu hộ đối với 6 xã trên chủ yếu tập trung phương án 4 tại chỗ. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi Nguyễn Phong cho biết, trước tình trạng mưa lũ dẫn đến tắc nghẽn giao thông, hạ tầng hư hỏng, ngành đã huy động trang thiết bị cơ giới đến từng tuyến khắc phục, sửa chữa. Nhiệm vụ là vừa khắc phục đảm bảo giao thông thông suốt nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công. Ngành đang tổng rà soát điểm nào sạt lở, tắc đường nghiêm trọng sẽ đưa phương tiện cơ giới đến khắc phục trước nhằm đảm bảo thông xe một vệt để phục vụ nhu cầu đi lại. Công tác cứu nạn cứu hộ trong những ngày tới, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra đối với hệ thống giao thông sẽ được triển khai khẩn trương hơn, ông Phong cho hay. Quảng Nam mưa lũ làm 2 người chết, 1 người mất tích.
Để ứng phó với đợt mưa lớn đang diễn ra, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã chủ động di rời sơ tán 1.237 hộ trên 4.276 khẩu tại các vùng có nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất đến nơi an toàn, đồng thời tập trung chỉ đạo các giải pháp sẵn sàng ứng phó khi có lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất. Mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra nhiều nơi. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, từ 16 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa chi tiết đo được tại các trạm khí tượng thủy văn như Tam Lãnh 580,8mm, Tam Trà 530,8mm, Đại Hiệp 515,8mm, Đầu Mối Hồ Thạch Bàn 511,6mm, Duy Phú 503,6mm, Đầu Mối Hồ Vĩnh Trinh 496,2mm, Điện Hồng 461,6mm, Hồ Nước Rôn 449,6mm, Đầu Mối Hồ Việt An 419,8mm, Đập Đầu Mối Hồ Trung Lộc 110,4mm, Quế Lộc 98,4mm, Phước Ninh 80,0mm, Hồ Phú Lộc 70,8mm, Duy Phú 75,4mm, Hương Mao 73,2mm, Cây Thông 74,2mm. Từ 5 giờ đến 11 giờ ngày hôm nay tại các địa phương, mưa có giảm về diện và lượng. Song tại một số nơi có lượng mưa trên 50mm như Trà Vân 61mm, Tam Trà 55mm, Hồ Nước Rôn 53mm, Trà Gion 53mm, còn lại mưa rải rác dưới 40mm. Do mưa lớn khiến mực nước trên các sông dâng cao, số liệu đo tại các trạm thủy văn lúc 10 giờ ngày hôm nay cho thấy tại sông Vu Gia, trạm Hội Khách là 1.227m dưới mức báo động 1, 2,23m, Ái Nghĩa là 8,37m trên mức báo động 2, 0,37m, tại Nông Sơn là 14,22m dưới mức báo động 3, 0,78m, tại Giao Thủy là 7,82m trên mức báo động 2, 0,32m, tại trạm Cao Lâu là 4,08m trên mức báo động 3, 0,08m. Tại trạm Hội An là 2,24m trên mức báo động 3, 0,24m. Trên sông Tam Kỳ tại trạm Tam Kỳ là 2,32m trên mức báo động 2 là 0,12m. Cơ khí tượng thủy văn địa phương dự báo trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa trong khoảng 6 đến 24 giờ tới tiếp tục xuống chậm, trên sông Thu Bồn trong 1 đến 6 giờ tới tại Câu Lâu và Hội An sẽ đạt đỉnh, trong 6 đến 24 giờ tới xuống chậm, trên sông Tam Kỳ trong 1 đến 6 giờ tới tiếp tục lên và đạt đỉnh, trong 6 đến 24 giờ tới xuống chậm, khẩn cấp ứng phó với mưa lũ. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo nhiều biện pháp khẩn cấp để ứng phó với mưa lũ, trong đó chính quyền tỉnh đã ban hành công điện số 04 CDUBND về tiếp tục tập trung chỉ đạo ứng phó với mưa lũ, công văn số 6616 UBND KTN về tập trung ứng phó mưa lũ. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng ban hành công văn số 283 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn kèm lốc sét, mưa đá và thời tiết nguy hiểm trên biển. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ban hành văn bản số 285. Đề nghị các nhà mạng viễn thông phối hợp nhắn tin về tình hình mưa lũ, đặc biệt đối với các hồ chứa. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, toàn tỉnh có 17 hồ chứa do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý. Qua kiểm tra đo đạc của cơ quan chức năng địa phương cho thấy, tại 13 hồ xấp xỉ và tích đạt 100% như Nước Rôn, Đá Vách, Phú Lộc, Thạch Bàn, Vĩnh Trinh, Khe Tân, An Long, Hương Mao, Phước Hà, Cao Ngạn, Hố Giang, Việt An 94,07%, 4 hồ tích đạt trên 60-90% gồm Phú Ninh, Thái Xuân, Trung Lộc, Cây Thông. Riêng hồ Phú Ninh mực nước lúc 9 giờ ngày hôm nay là 28,34m, tỷ lệ đạt so với dung tích hữu ích 63,03%. Đối với 56 hồ chứa do địa phương quản lý đến 11 giờ ngày 11 tháng 10, có 39 hồ xấp xỉ và tích đầy nước, các hồ còn lại đều dưới tràn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam nhận định, đối với các hồ chứa đang thi công, chủ đầu tư đang triển khai các phương án phòng chống bão và mưa lớn, còn với các hồ địa phương quản lý vẫn cơ bản an toàn. Riêng hai hồ đá trồng, Vũng Tôm, Thấm Nặng cần thường xuyên theo dõi. Trong khi đó, với hồ do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý cũng cơ bản đảm bảo an toàn.
về tình hình các hồ thủy điện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho hay mực nước lúc 11 giờ ngày hôm nay như sau. Sông Chanh có mực nước trung bình, mực nước trước lũ. Về tình hình giao thông, theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, đến 11 giờ 30 phút ngày hôm nay, tuyến cao tốc Quảng Ngãi-Đà Nẵng đoạn qua địa phận Quảng Nam đường Hồ Chí Minh nhánh Đông Tây lưu thông bình thường. Một số tuyến đường bị sạt lở như đường Trường Sơn Đông, sạt lở ta luy dương tại km 29+450, km 76+600, dự kiến thông xe bước 1 lúc 17 giờ ngày hôm nay. Quốc lộ 24C sạt lở tại km 89+450 đoạn qua xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My, dự kiến thông xe lúc 16 giờ ngày hôm nay. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ bị ngập nước từ 0,4 đến 1,2 m, có nơi ngập đến 3 m Nông Sơn. Về tình hình sơ tán dân, đến nay trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các địa phương trong tỉnh đã triển khai các phương án ứng phó với đợt mưa lớn lần này. Theo đó, hiện các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều đã chủ động di rời sơ tán người dân ở các địa bàn nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt và sạt lở đến nơi an toàn. Thống kê đến 11 giờ ngày hôm nay, toàn tỉnh có 1.237 hộ trên 4.276 khẩu đã được sơ tán. Trong đó, tại huyện Bắc Trà My có 426 hộ trên 1.484 khẩu, bao gồm Trà Giang, thị trấn Bắc Trà My, Trà Giác, Trà Đốc, Trà Nú. Tại huyện Nông Sơn có 219 hộ trên 420 khẩu, tại thành phố Tam Kỳ 592 hộ trên 2.372 khẩu. Đã có 2 người chết do lũ. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, đến 11 giờ ngày hôm nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 2 người chết gồm ông Đoàn Văn Hương, sinh năm 1968, trú tại khối phố Đông Trà, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, bị chết do bị nước lũ cuốn trôi khi nhảy cứu một học sinh lớp 9 bị lũ cuốn trôi vào ngày hôm qua. Học sinh này đã được cứu sống và bà Lương Thị Mỹ Linh sinh năm 1985 trú tại thôn Trung Lương, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành bị chết do nước cuốn trôi ngày hôm qua. Cùng với đó, Quảng Nam cũng ghi nhận có một người mất tích là bà Hồ Thị Dâu sinh năm 1994, trú tại làng Tắc Leng, thôn 1, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, bị nước cuốn trôi khi đi qua sông Nước Na. Địa phận giáp danh xã Trà Cang với xã Trà Nam vào 2 ngày trước đó. Về nhà ở, thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, đến 11 giờ ngày hôm nay, toàn tỉnh nhiều nhà dân, trụ sở các cơ quan bị ngập nước, trong đó tại huyện Nông Sơn ngập 264 nhà, huyện Quế Sơn ngập 57 nhà, thị xã Điện Bàn ngập 450 nhà, có nơi ngập đến 1,2 mét. Về các thiệt hại trong nông nghiệp, hiện một số nơi trên địa bàn tỉnh vẫn còn đang ngập lụt nên công tác thống kê thiệt hại của địa phương gặp khó khăn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết sẽ tổng hợp, cập nhật số liệu báo cáo từ các huyện, thị xã, thành phố trong vài giờ tới. Về giáo dục, đến thời điểm hiện tại, tại Quảng Nam, một số trường học đã chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học ngày hôm nay để bảo đảm an toàn cho học sinh theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Trung Bộ. Tính đến 17 giờ ngày hôm qua, ảnh hưởng của mưa lũ đã làm một người mất tích tại Quảng Nam, 858 nhà bị ngập, thiệt hại 392 ha cây ăn quả, 310 con gia súc gia cầm, 50 điểm đường bị ngập. Cập nhật đến 18 giờ ngày hôm qua về tình hình mưa lũ của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, tại khu vực Trung Bộ có mưa to đến rất to, cụ thể tại Huế, Bạch Mã 589mm, Khe Tre 555mm, Thượng Nhật 467mm, Quảng Nam, Tam Lãnh 611mm, Tam Trà 590mm, Đại Hiệp 498mm, Đà Nẵng, Hòa Phước 345mm, Hồ Đồng Nghệ 367mm, Quảng Ngãi, Trà Hiệp 549mm, Đập Hà Thanh 401mm. Dự báo chiều tối ngày hôm nay đến đêm ngày mai, khu vực Huế, Bình Định có mưa 100-200mm, có nơi trên 250mm. Khu vực Nam Trung Bộ 50-100mm, có nơi trên 120mm. Tính đến 17 giờ ngày hôm nay, ảnh hưởng của mưa lũ đã làm một người mất tích tại Quảng Nam do bị nước lũ cuốn trôi, 858 nhà bị ngập, Bình Thuận 46, Quảng Ngãi 98, Đà Nẵng 714. Bên cạnh đó, thiệt hại 392 ha cây ăn quả, Bình Thuận, 310 con gia cầm, Bình Thuận, 50 điểm đường bị ngập, Quảng Bình 25, Quảng Trị 3, Huế 1, Đà Nẵng 10, Quảng Nam 11.
Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã có chỉ đạo căn cứ tình hình ngập lụt để quyết định việc cho học sinh nghỉ học. Cũng theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, lúc 16 giờ ngày hôm nay, mực nước các sông từ Huế đến Quảng Ngãi đang lên ở mức báo động 1, báo động 2, chưa ảnh hưởng lớn đến khu vực dân cư ven sông. Triển khai công tác ứng phó với mưa lũ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo đã ban hành công điện số 31 CDQG gửi các tỉnh từ Quảng Bình, Phú Yên chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Các địa phương đã ban hành văn bản chỉ đạo cử các đoàn kiểm tra để ứng phó với mưa lũ, đặc biệt là chỉ đạo bố trí lực lượng chốt chặn ở các vị trí ngầm tràn nguy hiểm.